MC Tiết Nhạc và Minh Anh trân trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả thân thương của đài truyền IVCTV, và chúng ta đang đến với một talk show rất đặc biệt của chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu. Kính thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị đã yêu thương và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua dành cho chương trình thật đặc biệt và ý nghĩa Tâm Ca và Đạo Hiếu của đài truyền IVCTV. Và chúng ta đã vừa kết thúc vòng cuối cùng của mùa 3 năm 2019 thật thành công, và chúng ta cũng đã chọn ra được 3 vị ở ngôi nhất nhì ba cho chương trình của năm nay. Và talk show đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những chia sẻ và tâm tình của gương mặt đoạt giải nhất, đoạt giải nhì và đoạt giải ba ngày hôm nay. Vâng, xin chào Thiên Nhung, chào anh Bùi Tuấn Anh và chào Trần Như Pháp. Xin được chào hai MC rất là xinh đẹp, duyên dáng và dễ thương của đài truyền hình IBC, Thiên Nhung, Tuấn Anh và Trần Như Pháp, mà bây giờ là cái nghệ danh là Gia Phát. Xin được kính gửi tới tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Ồ vậy à. Bây giờ là phải gọi là Gia Phát rồi đó. Thưa quý vị, trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì cùng với các thí sinh của vòng 1, vòng 2 và đặc biệt là còn 10 thí sinh của vòng final. Coi cuộc thi Tâm Ca Đạo Hiếu giống như là một cái sợi dây liên kết. Tất cả chúng em đã giống như là một cái gia đình rất là tình cảm, rất là gắn bó, rất là yêu thương lẫn nhau, rất là quan tâm, rất là chăm sóc và lo lắng cho nhau, chứ không phải giống như các cuộc thi khác là các thí sinh cứ coi nhau là đối thủ. Ai hát hay hơn là chúng ta không có chăm lo hay không có chỉ bảo, nhưng mà người biết, người cảm nhận được, người quan tâm được thì sẽ hướng dẫn cho người còn lại và có cái khiếm khuyết ấy để nhanh chóng sửa đổi. Và cũng có thể là chính vì cái tình cảm đoàn kết và yêu thương ấy mà mùa 3 năm nay của Tâm Ca Đạo Hiếu được rất nhiều các quý vị khán giả quan tâm, yêu thương theo dõi và nói thực sự đây là một cuộc thi của những tài năng. Tất cả mọi người ai cũng rất là hay, ai cũng hầu như là rất là hoàn thiện, có thể là một ca sĩ chuyên nghiệp ngay trong lòng tất cả quý vị và có thể bước lên trên sân khấu biểu diễn ngay, chứ không phải là một thí sinh đi thi để từ đó khẳng định mình nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm cũng như là cổ vũ thật là nhiều để giúp cho tất cả các thí sinh, đặc biệt là 10 thí sinh của vòng chung kết là những ca sĩ chuyên nghiệp thực sự với dòng nhạc Tâm Ca Đạo Hiếu qua cuộc thi mùa 3 năm nay của đài truyền hình IBC. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Bùi Tuấn Anh. Vậy còn Thi Nhung thì sao? Dạ, để nói đầu tiên thì Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu. Thật ra em ngồi kế Tuấn Anh, em tưởng còn ngồi kế MC nãy giờ không ạ? Không có, tại vì á, cái này có nhờ anh Bùi Tuấn Anh. Em biết không? Anh là MC chuyên nghiệp cơ mà. Các bạn biết không? Nghe nó thích dữ lắm luôn. Không phải. Mất đây là áo quân luôn. Không phải, tại vì Tuấn Anh thì cứ gặp gỡ quý vị khán giả là mình hát không à? Đặc biệt là trong cuộc thi này mình gặp gỡ quý vị là với vai trò là một ca sĩ, chứ mình đâu có được nói đâu. Qua cái talk show ngày hôm nay mình mới được chia sẻ, mình mới được tâm sự tâm tình, nên là mình tranh thủ mình nói. Dạ đúng. Nghe say mê cái quên. Say mê đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ Thi Nhung này, chúng ta giữ vững lập trường này Thi Nhung. Cái kỷ niệm nào mà Thi Nhung cảm thấy đáng nhớ trong suốt gần 2 tháng chúng ta đi thi? Em có một cái đồng cảm cũng và quan điểm cũng giống như anh Tuấn Anh, là cảm thấy là trong cuộc thi này mình cảm thấy là mình có được nhiều tình bạn hơn ở khắp mọi nơi. Về đây thi và mình lại gắn kết với nhau giống như là một gia đình. Sau mà cái đêm chung kết thi xong thì chia tay bịnh rịnh. Có chị Ly Mơ chị khóc nữa. Dạ chị Ly Mơ rất là dễ tình cảm. Dạ, nên là mình cảm thấy là đúng với lại cái dòng nhạc mà mình đang hướng tới và mình đang tham gia, mà gặp nhau ở đây giống như là một cái cuộc hẹn vậy đó. Tự nhiên mình lại quy tụ về đây và mình lại gắn kết với nhau. Đó là một cái điều mà Nhung cảm thấy là không có thể nào quên được. Giống như nhạc phẩm Sân Ga Cuộc Đời trình bày trong chung kết phải không? Dạ. Đời người như những sân ga mà chúng ta đã gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi đó. Dạ. Đối với riêng cá nhân của MC Minh Đăng thì kính thưa quý vị, một cái kỷ niệm mà không thể quên đó là ngay rất là lo lắng cho Trần Gia Phát. Bởi vì trước cái đêm final, cái đêm cuối, đêm rehearsal đó, thì hoàn toàn cái đêm sau cái bài rehearsal là Phát là mất tiếng, mất giọng hoàn toàn hả Phát à? Thì bị khang cổ. Minh Đăng nhớ là chị ca sĩ Ngọc Huyền, nghệ sĩ Ngọc Huyền có nói là sau cái lần tập đó thì là nó có khuyên á là Trần Gia Phát lên phải tịnh khẩu cho đến ngày hôm sau. Tuấn Anh có nhớ cái chi tiết đó. Nghệ sĩ Ngọc Huyền rất là chu đáo và rất là dễ thương, rất là quan tâm với thí sinh, có nhắc ngay với
với Gia Phát chứ, nghệ danh là Gia Phát nha. Dạ, dạ. Là Phát đâu, em xuống dưới và uống nhiều nước cho chị, tuyệt đối hạn chế hết mức nói chuyện và cũng cấm những người xung quanh của mình tám chuyện với Phát luôn. Rồi bây giờ là có thể giải thích được là nghệ danh Gia Phát một tí xíu không? Dạ thì Gia Phát ý nghĩa, ý nghĩa thì Gia Phát, Gia là gia đình, Gia Phát thì là tên là mọi việc đều thăng tiến rồi đó. Dạ. Có phát tâm không? Phát tâm luôn. Tất cả những gì mà liên quan tới chữ Phát ở trong đó là phát tâm, phát thiện, phát tài, phát lộc gì đó. Đơn đẹp quá. Dạ. Để lúc nào là gia đình còn là gia hộ nữa. Gia đình. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ là phải đổi nha, phải nhớ đó, MC phải nhớ là Gia Phát đó, không thôi quen lên là Như Phát rồi nó không là ai nữa. Nhưng mà kính thưa quý vị khán giả, phải nhìn lại một chặng đường từ vòng 1 cho đến vòng chung kết của mùa 3 năm nay thì ắt hẳn quý vị cũng sẽ thấy rằng sự tiến bộ của tất cả các ca sĩ bắt đầu từ các thí sinh bắt đầu từ vòng 1 cho đến vòng chung kết, để chúng ta thấy được ba gương mặt xuất sắc ngày hôm nay ngồi tại đây để có một buổi chia sẻ tâm tình cùng với quý vị. Và chúng ta quay trở lại với quán quân trước đi. Dạ, quán quân thì Thi Nhung có thể chia sẻ một chút xíu khi mà đứng ở cái line mà cái đêm chung kết mà để chờ đợi nghe được cái tên ai là quán quân thì lúc đó Thi Nhung suy nghĩ như thế nào và cái cảm xúc như thế nào khi mà được xướng tên của mình lên? Dạ thật ra thì khi mà trong cái phần bài thi vừa đầu á thì có một chút xíu là chú Nam Lộc có nhắc là mình có sử dụng nhánh múa làm cho chú bị phân tâm tập trung vào mình này nọ, thì em suy nghĩ rồi sau đó em lại tập trung vào bài thi thứ hai, và khi bài thi thứ hai thì em được cái sự đón nhận nhiều hơn, và em đón mà cái điều mà em cảm thấy là em vui và hạnh phúc ngay liền cái lúc đó là được sự đón nhận của chú Nam Lộc trở lại. Còn bài đầu là chú có một cái gì đó chú trở ngại và chú cảm thấy là chú chưa có ok, là chú đã chỉ dạy cho Nhung và sau đó là thuyết phục được chú. Cho nên là cái lúc đó em cảm thấy là bao nhiêu cái sự như là em đi niềm vui của em á vỡ òa ngay cái lúc đó luôn. Rồi đến khi mà chờ kết quả thì thật sự lúc đó là em lắng xuống rồi, em có nghĩa là không nghĩa là bây giờ như thế nào cũng được. Còn bài thứ hai mình đã làm, mình đã lấy được cái cảm tình với lại ban giám khảo, quý khán giả rồi. Còn cái giải kia thì mình, tại vì nó phải còn cộng điểm tất cả mọi thứ lại, cho nên là mình cứ để nó tùy duyên. Anh Tuấn Anh hỏi em, bài rồi em bao nhiêu điểm? Em biết anh rồi. Em không nhớ. Rõ ràng là không nhớ. Tức là thi xong bài thứ hai là tất cả coi như là không nghĩ gì nữa hết. Cứ để nó tùy duyên đi. Mà ắt hẳn rằng là khi mình đứng ở bên cánh gà thì đa số, cái thưa quý vị, là đa số sau những cái bài thi từ vòng 1 cho đến vòng chung kết á, một cái lời chia sẻ mà tất cả những thí sinh mà vừa mới bước xuống là ôi mừng quá em đã thi xong rồi. Có nghĩa là sự hồi hộp cũng như là những cái cố gắng để hoàn thành bài thi của tất cả các thí sinh đều dồn hết cho phần thi của mình ngày hôm đó, từng vòng và từng vòng. Và chúng ta quay trở lại với chia sẻ của giải nhì ca sĩ Bùi Tuấn Anh. Tuấn Anh thì lúc thi thì mình cảm giác là mình cũng có một chút hồi hộp, nhưng mà tại vì được truyền hình trực tiếp trên cả các channel của SVTN nên là mình cố bấm bụng là mình làm sao mình phải thể hiện được đúng cái phong độ của mình, ít nhiều thì cũng phải giữ vững khoảng 80-90% cái nỗ lực và cố gắng. Với các cái bài ca nó cũng rất là khó, rất là trúc chắc, và cái sự lo lắng, cái sự hòa quyện giữa ban nhạc, giữa nhóm bè. Như quý vị đã xem chương trình và quý vị cũng đã thấy là Tuấn Anh có rất là nhiều cái sự cộng hưởng lại, đó là có cả nhóm múa nữa, rồi cái ban nhạc, cái bài nó cũng khá là khó nữa. Thì cũng may là Tuấn Anh đã thể hiện được rất là thành công trong sự cái mong đợi của tất cả quý vị. Mà Tuấn Anh hát xong là rất nhiều tin nhắn vào, thì quý vị có xem trực tiếp mà nói ô thành công rồi, hay quá, rồi mọi người gửi hoa chúc mừng, rồi gửi những cái vỗ tay nữa. Thì cảm thấy là mình cũng đã có một cái phần gọi là mình cảm thấy tự tin, cũng ra quan tâm tới Nhung. Tại vì ở trong cuộc thi thì rõ ràng là mọi người cũng có, các thí sinh cũng có nói là thế nào anh Tuấn Anh với chị Thi Nhung cũng là một trong hai người sẽ là quán quân, thì cũng là cũng là một cái sự động viên khích lệ. Nhưng mà quả thật nó cũng là một cái sự áp lực khiến cho cả hai người, hai anh em cứ thi, ai thi xong là ra nắm tay nhau là hỏi anh được bao nhiêu điểm, bao nhiêu điểm anh. Thì Tuấn Anh cũng không nhớ mình bao nhiêu điểm, nhưng mà cũng ta hỏi Nhung là em bao nhiêu điểm, cũng nhớ cũng quan tâm vậy đó. Hai anh em không ai nhớ hết luôn. Nhưng mà cái quả tình ngày hôm đó, một cái sự bất ngờ nhất
của Tuấn Anh ở trong tất cả các thí sinh là cái phần song ca của Thịnh và của Gia Bảo. Gia Bảo đúng không ạ? À? Mình phải nhắc tới những sự xuất sắc của các thí sinh, nó khiến cho cái vòng thi chung kết nó thêm phần hưng phấn hơn, xuất sắc hơn, gay cấn hơn, hấp dẫn hơn. Và phải nói Tuấn Anh hoàn toàn đồng ý với anh Tuấn Anh, bởi vì rất là nhiều quý khán giả cũng đã liên tục feedback sau cái chương trình vừa qua. Nó không phải là một cái chương trình thi tuyển nữa, mà giống như là một cái đêm trình diễn, một cái đêm để mà tất cả những bông hoa trong vườn hoa âm nhạc Phật giáo của chúng ta được tỏa hương sắc vậy đó. Thành thử ra ban tổ chức cũng như là quý khán thính giả vô cùng tri ân tất cả quý ca sĩ, quý vị ban vũ đoàn vân vân đã cùng đến để tham dự, để làm cho tiết mục của từng người được đẹp hơn, không những đẹp hơn cho chính mình, đẹp hơn cho ban giám khảo được thấy, mà đẹp hơn cho tất cả quý khán thính giả gần xa được xem trên tất cả những phương tiện truyền hình nữa. Dạ. Chắc chắn là trong lòng tất cả quý vị khán giả không chỉ có những hình ảnh hay là những bài ca, những tiếng hát hay những biểu cảm của ba người đoạt giải cao nhất, mà chắc chắn trong lòng quý vị cũng còn rất nhiều những cái ấn tượng với các thí sinh. Một Lui Mơ hát rất là hết mình, rất là say đắm đúng không ạ? Và rất là tìm tòi sáng tạo trong những bài ca. Một là anh Đào Minh Tâm, rất là thân thiện, giọng ca rất là điêu luyện và cũng rất là nhiều nhiệt tâm đúng không ạ, nhiều cố gắng. Rồi chú Hùng Tôn, chú Hùng Tôn nữa, một giọng hát rất là trầm ấm, mỗi lần cất lên mà khiến cho một người cũng hay hát các bài ca trầm, những cái bài ca rất là truyền cảm và trữ tình bên dưới, mà Tuấn Anh cũng phải rất là thán phục là chú có một cái quãng giọng phía trầm rất là truyền cảm. Mà chú gửi hết tất cả cái tâm của mình, hết cái niềm đam mê mình vào cái bài hát mà chú thể hiện, cũng như là về cái sự đầu tư. Chú có thể làm một cái bức tượng Phật chính tay chú làm và chú mang lên để chú diễn cái bài hát tự chọn của chú. Thật sự là mình cảm thấy là mình phải noi theo cái gương của chú. Mình trẻ như thế này, mình học một cái bài hát mới là nó cũng đã là một vấn đề, mà chú đã khá có tuổi rồi mà chú phải học trong một thời gian ngắn, là thật sự là chú cũng gọi là chú cũng quá gọi là đam mê, có nghĩa là không biết nói như thế nào nên luôn. Tôi nói là bây giờ mà sau khi thi mà nhìn thấy microphone là tránh 3 tháng. Không đâu, bây giờ là cứ có microphone là hát liền, có nhạc là hát liền à. Tại vì chúng em được giải rồi, được một người yêu thương rồi, chúng em phải cố gắng liên tục chứ, đúng không ạ? Dạ. Phải nói là trong gia đình Tâm Ca Đạo Hiếu, khi mà ngồi lại với nhau á, thì có rất là nhiều những cái kỷ niệm mà bất ngờ thì chúng ta không có chia sẻ hết được, đúng không? Nhưng mà phải nói thật là rất là cảm ơn và tất cả quý anh chị, quý các bạn cũng đã đến với Tâm Ca Đạo Hiếu trong thời gian qua. Nhờ vào sự cống hiến hết mình, đào tâm cũng như là sự đầu tư rất là lớn lao cho từng tiết mục mà chương trình mới được thành công như vậy, chương trình mới được hoàn thành một cách viên mãn, cũng như là dòng nhạc Phật giáo mới được tôn vinh tiếp tục trong những cái chặng đường tiếp theo. Và sau cái chương trình show đó là Thịnh á, chồng Minh Thịnh cũng rất là nhớ thương, ở lại tới khuya, rồi em xách luôn một cái bao rác đi công rác. rất là nhớ thương. Mà tôi nhau nói thôi em cả ngày hôm qua rehearsal tới 3-4 giờ sáng, hôm nay cả ngày stress rồi, nghỉ đi. Cái hai chị em nhìn nhau nói rồi bây giờ chị nguyên bộ áo dài rồi đôi giày cho chị đi bác nói không thôi bỏ đi chị, thôi để mình đi rồi. Nói chung là rất là thiệt tình với nhau, rất là dễ thương. Bây giờ mọi người không gọi Thịnh là Thịnh nữa đâu, mà gọi là hoàng tử rồi. Mặc đồ hoàng tử rồi, gọi ra bảo là gì ta, hoàng hậu Maya. Vậy thì phải là rất là vua đẹp. Như vậy nếu mà hoàng hậu Maya thì phải là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn, đúng rồi. Quay trở lại với những hình ảnh vào đêm chung kết với những bài mà 10 thí sinh đã biểu diễn trong cái phần thi bốc thăm, thì có phải nói là 5 cái tiết mục đó hoàn toàn 5 mang cái màu sắc, 5 của cái màu sắc hoàn toàn khác biệt, điều khác nhau, đúng không? 5 dòng nhạc khác nhau. Nhưng mà ở mỗi bài hát quý vị cũng có thể thấy là rất nhiều những công sức và sự đầu tư, cũng như sự sáng tạo và sự tập luyện từ rất rất nhiều, cũng như là sự kết hợp rất là ăn ý của từng cặp thí sinh đó. Và cái hôm đó mình ai cũng có rất là nhiều ấn tượng về cái bài hát đầu tiên hả, Hoa Ưu Đàm Tỏa Sáng của Gia Bảo và Trần Thịnh. Có thể có như là một trong những vị giám khảo cũng đã nói có thể xem đó như là một vở nhạc kịch rất là đẹp. Và bước qua tới các bài trình diễn tiếp theo thì mỗi bài lại mang một màu sắc khác nhau. Đến với bài của bây giờ phải gọi là ca sĩ là Gia Phát, thì là cả một màu trắng, màu quý vị trắng. Đúng là cả một tinh màu trắng luôn. Đúng như vậy. Với chất giọng rất là cao, rất là đẹp của chị Lui Mơ, kết hợp với một chất giọng rất là gọi là
thánh khiết và trong sáng của gia bạn của gia pháp thì quý vị cũng đem đã cảm nhận được một cái màu sắc hoàn toàn khác biệt, cũng như là đến với bài của anh Hùng Tôn và Thiên Nhung thì cũng là một sự kết hợp. Mình đang thích nhất là những cái màn mà vũ đạo rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp, từ cái bước xoay, những cái bước xoay của hai người đối mặt với nhau, rồi di chuyển của sân khấu thì cũng rất là kết hợp ăn ý, hay là những cái chất giọng mà thật đặc biệt của ca sĩ Bùi Tuấn Anh với lại chất giọng Huế của ca sĩ bây giờ phải gọi là ca sĩ Thu Huyền luôn rồi. Mà cái cách dần dần cũng rất là hay, rất rất là ấn tượng với bài Thọ Trì Chánh Pháp của anh Thu Huyền thực hiện. Mình muốn nó có một cái ý tưởng rất là làm sao để cho đúng là một người Phật tử chân phương tụng kinh và thọ trì chánh pháp, như là tên cái sáng tác này của Hòa Thượng Thích Viên Lý và nhạc sĩ Hàn Châu đã viết nên. Và có một cái chi tiết mà Tuấn Anh phải nhắc tới, đó là các MC của đài IBC trong đêm đó rất là bận rộn, thay rất nhiều trang phục đẹp. Chúng em chỉ có hai bộ và phải kể công là mọi người đã giúp cho chương trình trở nên sinh động hơn. Và quý vị biết rồi đấy, làm chương trình mà đặc biệt là live mà có rất nhiều những giây phút có khoảng trống, nếu như không có các MC tài năng này thì phải nói là chương trình đâu có được liền mạch, đâu có được hay như thế đâu, phải không quý vị? Hãy dành thêm những cái tình cảm yêu mến cho các MC xinh đẹp của đài IBC. Cảm ơn ba người mình cho tràng pháo tay. Dạ vâng, và còn một tiết mục nữa, đó chính là tiết mục của anh Đào Minh Tâm với lại cô chị Cúc Ái. Thì đó cũng là một bài hát cũng khá là mang một giai đoạn âm Phật màu chủ đề, một cái âm hưởng mới. Hai người phối hợp cũng rất là hay, nghe như một âm hưởng ca trù, có nghĩa là mình chúng ta có thể cảm nhận được đủ giai điệu và dòng nhạc ở trong cái đêm màu sắc đấy. Chị mà có một cái điều mà em thấy mà hình như là tất cả mọi người cũng thấy nữa, là đúng là khi mà mình làm một cái gì đó, mình cứ bỏ hết cái tâm mình làm thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ xoay làm sao để cho cái chương trình mình cảm thấy tự nhiên nó đẹp từ chỗ này đẹp đến chỗ kia. 10 người bốc thăm, 5 cặp mà lại ra một cặp nam, một cặp nữ. Đúng rồi. Lúc quá mà, đẹp. Lúc mà bốc thăm thì tôi nha không để ý. Không nghĩ luôn mà đó. Tới khi về nhà ngồi đánh máy cái danh sách á, ủa hình như có cái gì đó. Mà tự nhiên cũng ủa sao tự nhiên lại là thành năm đôi mà đôi nam nữ vậy đó. Rất là hay. Và khi mà nhắc đến cái tâm á, thì một cái tên mà mình đang gợi nhớ tới bây giờ đó là quán quân của mùa 2 vừa qua, đó là ca sĩ Vũ Quang Quynh đã rất cứu tâm luôn. Quá tuyệt vời trong mùa 3 ngày hôm nay, hỗ trợ rất là nhiều, từ stage manager cho đến việc đi kiếm các thí sinh cho đến chỉnh âm thanh, chỉnh loa, còn quần quật luôn á, dẫn mọi người đi ăn. Rồi đúng vậy, nếu không có ca sĩ Vũ Quang Quynh thì phải nói là cái chương trình sẽ rất là vất vả, MC sẽ càng cực khổ rất là nhiều, và mọi thí sinh cũng vậy. Bởi vì có Vũ Quang Vinh giống như có một cái sự mà hỗ trợ đắc lực. Vô cùng đắc lực, hết mình. Có phải anh Vũ Quang Vinh chỉ cho Gia Phát múa không? Em rất là ấn tượng với anh, tại vì mọi người nói là anh và em giống nhau, mà bình thường em rất là hiền, em đứng chân phương hát thôi, mà cái đêm chung kết cái bài đơn ca tự chọn của em đó, thôi em múa quá trời luôn, anh rất là bất múa ngờ. Múa thì anh không có chỉ em, nhưng mà múa là chị Limer chỉ em. Em được nhiều người thương quá. Limer là biên đạo múa bên Canada đó. Em được cộng điểm rất là nhiều và ấn tượng với ban giám khảo rất là nhiều nhờ những cái động tác của em đó. Cái bài song ca của tụi em á, là em là chuyên về lo về phần hát. Chị Mơ là lo về phần múa rồi biểu diễn, di chuyển sân khấu là chỉ lo hết, chỉ là phần múa. Còn anh Vinh thì anh Vinh thì chỉ em hát. Kỷ niệm rất là vui là ở cái vòng thứ hai hay thứ ba ta, em hát bài Đây Là Cỏ Tạng, bài đó là bài bốc thăm, và đó là cái bài bolero mà đầu tiên trong cuộc đời em hát. Em rất là không biết thể hiện làm sao, là cái hôm tới tận cái hôm mà rehearsal trước cái ngày thi đó là cô Ngọc Huyền rất là không được hài lòng đó. Em không có thể hiện tốt, em có sợ chết rồi không biết phải. Cái xong rồi hôm đó hai anh em anh Vinh ngồi lắng nghe từng câu từng chữ, chỉ cho em từng câu từng chữ, xong rồi em cũng ráng tập theo. Tới cái hôm sau em nói là kiểu như là phải ráng nhớ từng câu từng chữ mà anh Vinh đã chỉ. Xong rồi em lên sân khấu em mới thể hiện được tốt như vậy. Và em được điểm rất là hát xong rồi đó là rất là nhẹ nhõm. Nhưng mà phải chúc mừng em thêm một điều nữa, tại vì hầu hết các thí sinh là không ai có người thân người nhà đi cùng cả. Mà đêm chung kết là em rất là hạnh phúc, có thêm đúng cái nguồn năng lượng yêu thương, tại vì có ba mẹ em trực tiếp đi đến đây ủng hộ, đúng không? Chúc mừng em nha. Là vui. Mà phải nói rằng là chúng ta
tạm vững với lại đêm chung kết, nhưng mà phải nói một chặng đường kế tiếp cũng được xem mở là một, đúng này, một chặng đường khá là khó, bởi vì chúng ta bây giờ đây ba quý vị ngồi ở đây giữ ba chức vụ cao nhất trong mùa ba vừa qua, nhất nhì ba, thì cũng sẽ là người được xem là một sứ giả để truyền đạt thông điệp về cái dòng nhạc Phật giáo, nhạc quê hương và nhạc đạo hiếu, như là tinh thần của chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu trong suốt 3 mùa vừa qua, để đưa những dòng nhạc này đến gần gũi hơn với quý vị khán thính giả, đúng không ạ? Và không chỉ trách nhiệm trên vai của ba vị, mà tất cả những vị trong top 10 Tâm Ca Đạo Hiếu cũng vậy, ai sau chương trình cũng đều có những cái lý tưởng riêng của mình, nhưng vẫn tiếp tục dòng nhạc Phật giáo này, đó là điều vô cùng quan trọng. Như là anh Hùng Tôn cũng hay là tự hứa với bản thân là sẽ tiếp tục, nếu mà có khả năng sáng tác được thì sẽ sáng tác, còn không thì sẽ tiếp tục dòng nhạc này, rồi sẽ liên lạc với những nhạc sĩ Phật giáo để xin bài để thực hiện. Hay là anh Đào Minh Tâm cũng vậy, sau chương trình là anh phải đi tới những chùa để hát cúng dường trong dịp đại lễ Vu Lan này, hoặc rất là nhiều những vì khác, hay là Trần Minh Thịnh cũng thế, về lại đạo tràng Pháp Hoa nhưng mà vẫn tiếp tục lời ca tiếng hát của mình. Thành thử ra rất là mong trong tương lai quý khán thính giả gần xa, khi mà đã thương yêu cho Tâm Ca Đạo Hiếu, thương yêu quán quân Á quân giải ba của Tâm Ca Đạo Hiếu, quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả những CD, MV, DVD của quý vị ngồi ở đây, như là ca sĩ Thi Nhung, ca sĩ Bùi Tuấn Anh và ca sĩ Gia Pháp. Rất là mong sự ủng hộ quý báu của tất cả quý khán giả gần xa trong thời gian tới. Và chúng ta gửi lời chào trước khi chúng ta tạm dừng chương trình. Tuấn Anh xin được cùng với hai bạn là Thi Nhung và Gia Pháp cảm ơn rất nhiều những tin nhắn, những cái cuộc điện thoại đã yêu mến, đã ủng hộ cũng như là cổ vũ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn Thi Nhung thì sau khi mà em cầm chiếc cúp trên tay thì em đã đứng trước thầy Hòa Thượng Thích Viên Lý, em hứa là em sẽ tiếp tục phát triển cái dòng nhạc Phật giáo, dòng nhạc đạo hiếu, và cũng như là với chị ca sĩ Hoàng Hậu Trang Lương. Chị là một người phải nói là từ đầu đến cuối gắn kết với lại Thi Nhung rất là nhiều, chị cũng chia sẻ với Nhung rất nhiều trong cái lúc mà Nhung thi, cũng như là sau khi thi thì những cái gì mình cảm thấy là mình khiếm khuyết thì mình cũng được chị nói là mình nên khắc phục từng dòng như thế nào. Thì thật sự là đến giờ phút này là Nhung cũng rất là cảm ơn chị Trang Lương đã đồng hành với Nhung cũng như tất cả các thí sinh. Và chị cũng nói với Nhung là em phải ráng là duy trì dòng nhạc này, chị tin em phải ráng nha không. Thì Nhung cũng đã hứa với chị là Nhung sẽ tiếp tục phát huy đúng với lại cái giải thưởng mà Tâm Ca Đạo Hiếu dành cho Nhung. Cho nên là xin tất cả quý vị khán giả hãy cùng tiếp tục đồng hành với lại Tâm Ca Đạo Hiếu, cũng đừng ngừng theo dõi chương trình những thí sinh của Tâm Ca Đạo Hiếu bước ra. Qua cái cuộc thi này thì em cảm thấy em cũng trưởng thành rất là nhiều. Và trưởng thành hơn từ phong cách đến giọng hát, đến phong cách trang phục, phong cách ăn mặc, phong cách trình diễn. Nói chung là rất là trưởng thành rất là nhiều. Không biết nói gì hơn thì cũng em cũng xin cống hiến những tất cả những tài năng giọng hát của mình đến khán giả của đài IBC cũng như toàn thể những mọi quý khán giả yêu thương dòng nhạc Phật giáo. Nhưng quên nữa là em với anh Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Vinh là quán quân của 2018. Hai anh em có nói với nhau là sau khi cuộc thi kết thúc là hai anh em sẽ thực hiện một số bài hát cùng với nhau. Và cái bài mà hai anh em hiện đang rất là tâm đắc là bài Nhẫn Nhục, cũng là bài của thầy Hòa Thượng Thích Viên Lý. Bài đó Nhung rất là thích, sẽ chờ xem nhé. Cho nên là quý khán giả của chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu hãy tiếp tục theo dõi xem những quán quân, á quân của các mùa cũng như là những thí sinh trong top 10 sẽ làm gì ở phía trước nha. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng xin tạm dừng chương trình tại đây, và những hoạt động đối với chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu ở những thời gian tiếp theo cũng như các hoạt động về nghệ thuật của tất cả các thí sinh trong chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong những chương trình kỳ sau. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu trong thời gian sắp tới với những gương mặt mới mùa 3. Và cũng xin rất cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu trong suốt 3 mùa vừa qua. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.